Tôi mệt rồi, không muốn đi dạo nữa. Hay là em đẩy anh ra suối nha. Tôi nói không. Ở ngoài đó không khí trong lành lắm. Tôi nói không là không mà. Anh ba, ai chọc giận anh vậy? Chắc là chị Mai Trâm phải không? Vậy để em đẩy đi dạo nha. Mày đi chỗ khác đi, đừng có giả mèo khóc chuột, đừng có giả bộ quan tâm thương hại tao. Anh nói gì vậy? Em quan tâm anh thiệt mà. Quan tâm chứ không phải đang cười mỉa mai tao. Một thằng anh tật nguyền ăn hại như tao hả? Anh ba, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Em là em gái của anh mà. Anh mà nghĩ như vậy á, em không chơi với anh nữa đâu. Bích Hà, anh Quân không có ý nghĩ như vậy đâu. Em đừng có giận anh ấy. Chẳng qua là anh ấy nóng giận tức thời nên mới nói vậy thôi.